Vâng. Xin chào toàn thể anh em yêu sơn ca trên cả nước. Có nhiều anh em thì vẫn đang cứ thắc mắc là khi nuôi sơn ca, chúng ta nên chọn sơn ca lon hay sơn ca bổi. Hôm nay em cũng làm video này để chia sẻ cho anh em biết là ưu điểm hay nhược điểm của từng loại, để chúng ta có thể là chọn một loại để chúng ta có thể nuôi với tiêu chí chúng ta, phù hợp với chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến sơn ca lon anh em nhé. Sơn ca lon thì là chim mà còn non ở trong ổ, và chúng ta bắt về mà khi nó còn vẫn là đang kiểu dạng như đỏ hòn đấy, tức là nó chưa mọc đủ lông đủ cánh. Lúc đấy là bố mẹ nó còn nuôi ở ngoài thiên nhiên. Đặc điểm nó rất là thuần, anh em cảm giác như là mình có thể chơi đùa với nó được, thò tay vào lồng chơi đùa nó được đó. Nhưng mà nó có nhược điểm là tức là giọng của nó thì sẽ không bằng sơn ca bổi ngoài thiên nhiên được. Bởi vì là sơn ca bổi ngoài thiên nhiên ấy, thì nó sẽ được học rất là nhiều giọng từ những con bổi khác. Anh biết là ở ngoài thiên nhiên thì có khi sơn ca sẽ có bầy, mà có khi một bầy của nó một buổi chiều nó hót thì có khi là cả hàng trăm con hót. Thì hàng trăm con hót vậy thì mỗi con có một cái cách hót giọng khác nhau. Còn những con sơn ca bổi ở ngoài nó sẽ được học giọng như vậy, nó cứ nghe những con này nghe con kia và nó sẽ tự lấy cái giọng đấy để nó thành giọng bài của mình, và nó sẽ hay hơn, nhiều giọng hơn. Còn sơn ca non nó sẽ không được học giọng ở ngoài nhiên như vậy, giọng nó rõ ít giọng, tức là khi nó nên tăng ấy, thì nó vẫn hót nhiều anh em nhé, vẫn thành bài, nhưng mà trong cái bài đấy thì nó sẽ ít giọng và nghe nó sẽ bị nhàm chán. Còn cái hay nữa của sơn ca non thì nó hay múa cánh. Cái đặc điểm nổi bật của sơn ca ấy, là một là thăng này, hai là nó múa cánh, nó hay gọi là vũ đấy. Chỉ có sơn ca non thì mới vũ anh em nhé. Sơn ca bổi cũng có những con vũ nhưng mà rất ít, đa phần là những con non gần như anh em thuần hóa được thì nó rất hay múa cánh. Con sơn ca khi đã múa cánh thì thật sự là nhìn rất là đẹp và có giá trị cao rất là nhiều so với con chim sơn ca thì hót bình thường. Còn sơn ca bổi thì như em nói rồi ấy, nó rất là nhiều giọng rồi. Khi chúng ta chơi một sơn ca bổi đến lúc nó thuần hóa được rồi ấy, và đến lúc nó căng nó hót ấy, thì thực sự là cái giọng của nó thì tuyệt vời anh em ạ. Nó gọi là sơn ca mà, sơn ca thì giọng của nó thì đúng là không còn gì để nói rồi. Nhưng mà cái nhược điểm của sơn ca bổi thì lại rất là lâu thuần anh em ạ. Có những con sơn ca mà anh em nuôi 2-3 năm vẫn không thuần được, vẫn rất là nhát. Mặc dù nhiều con đứng lồng rất là hót, tức là không có người vào gần lồng hót rất là tốt, nhưng cũng người vào gần cái lại nhảy, lại phi, lại không dám hót nữa. Sơn ca bổi thì nó cũng múa hót anh em nhé, nhưng mà cái tỷ lệ sơn ca bổi nó múa rất là ít. Bởi vì là con sơn ca có múa được cái không thì nó phải là thuần người, dạng người, nó mới dám đứng thể hiện trước mặt chúng ta. Khi nuôi sơn ca non và bổi đều có nhược điểm và ưu điểm riêng. Còn với em thì em sẽ nuôi sơn ca non. Đó, đấy là với quan điểm cá nhân của em. Bởi vì bây giờ thì ép giọng chim cũng rất là dễ dàng, không thiếu gì cách để ép giọng. Thậm chí là bây giờ chúng ta ép giọng chim mà còn hay hơn là chim bổi ở ngoài nó hót và học phẩm nhau nhau. Bởi vì chúng ta bật siêu tốt lên một cái, rất nhiều giọng sơn ca hay, nó có sẵn sàng hết rồi. Chúc anh em có thể là nuôi và tìm kiếm được những chú sơn ca thật là hay, đúng ý của anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào.